Em Tuyến xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em Tuyến này tiếp tục gửi đến cho các bác một video mới giới thiệu cho các bác đến 8 bộ sản phẩm. Thì đầu tiên thì em Tuyến giới thiệu luôn cho các bác đến một con âm ni đến từ thương hiệu của Sony. Dòng này là dòng Sony 515. Sony 515 với thiết kế hai đồng hồ vu tuyệt đẹp luôn các bác nhé. Đây, một trong những con âm ni sở hữu hai đồng hồ vu siêu đẹp luôn. Đấy. Sony TA515. Đấy, chỉnh bát chép, phân loa và nâu nớt đầy đủ. Đây, có cả cổng mic và có cả reverb đây các bác nhé. Reverb đây, mic mà có cả reverb thì các bác đủ hiểu. Đấy, rất là hay luôn. Một volume thiết kế ở giữa. Và con này sử dụng 4 sò. Đấy, sử dụng 4 sò quả Hitachi. Đấy, các bác nhìn 4 con sò quả Hitachi các bác nhé. 2 tụ nòng nguồn. Đấy. Và dòng này cho công suất lên đến 175W. Đấy, 75W. Thoải mái cho các bác đánh mọi dòng loa. Đấy. Trở kháng loa thì các bác đánh cho em từ 6 ohm trở lên nhé. Đấy, trở kháng các bác đánh loa từ 6 ohm. Ở đây thì các ngõ tín hiệu vào. Đấy, con này với thiết kế rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và rất là chất lượng luôn. Đây, các bác nhìn bật đồng hồ này, đèn vu sáng rất là đẹp luôn. Đấy. Đèn vu sáng rất là đẹp luôn. Và với con âm ni Sony, hai đồng hồ vu tuyệt đẹp luôn. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là 2 triệu đồng nhé. 2 triệu đồng cho một con âm ni Sony. Nghe hay bày đẹp. Đấy. Có cả reverb, mic, reverb để cho các bác hát karaoke. Đó, rất là tiện luôn. Chơi rất là tốt. Ở đây các ngõ tín hiệu vào này. Đấy, ngõ tín hiệu vào này. Đấy, rất là nhiều ngõ tín hiệu vào. Bật là sáng, rất là đẹp. Với mức giá chỉ có 2 triệu đồng. Nghe hay bày đẹp. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con âm ni dòng quả Pioneer. Con này có model là QA80. Con này về với tình trạng là đẹp miên man luôn. Còn nguyên cả giấy tờ đầy đủ luôn các bác nhé. Đây là giấy tờ của nó, còn nguyên bản sơ đồ mạch máy đây. Có cả sơ đồ mạch máy luôn đây các bác nhé. Đấy. Đầy đủ luôn cả giấy tờ luôn các bác nhé. Đấy. Giấy tờ còn nguyên xin luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. QA80 với tình trạng là đẹp xuất sắc rồi. Con này thì nó thiết kế thì cũng tương tự như những dòng Fisher, núm mạ đờ bọc đồng ngoài. Đấy, núm bọc đồng ngoài nó xin thiết kế tương tự như Fisher. Dòng này gọi là dòng 4 check các bác nhá. Dòng 4 check liền lúc là có thể các bác đánh cho em là 4 loa. Đấy, 4 check stereo đây. Đấy, các bác nhìn nhé, 4 check là 4 loa đây. Đó, đây là cũng là công tắc nguồn luôn, stereo 4 check này. Đấy, rất là tiện. Đó, con này về với tình trạng là đẹp xuất sắc rồi. Đây, ở đây thì nhìn một lúc các bác chơi cho em 4 loa đây, 1 2 3 4 này. Đấy, 4 loa riêng biệt. Và con này đây có cả cầu chữ U để bác làm rề làm pau các bác nhé. Đấy, cầu chữ U rất là bộ rề của nó thì rất là tuyệt vời luôn các bác nhé. Đấy, với tình trạng là đẹp xuất sắc này, con này thì nói chung là không cần phải quảng cáo rồi. Đấy, đem mở nhá. Dòng này thì nó là dòng xuất âm tụ các bác nhé. Dòng này nó là dòng xuất âm tụ. Đây. Đẹp trong ngoài đẹp keng luôn. Sassy 7 màu đẹp mỹ mãn. Đây là tụ nọc nguồn. Và đây là 8. Con này đánh là 8 sò Toshiba chữ đỏ nhé. 8 sò Toshiba chữ đỏ. Với tình trạng đẹp xuất sắc đây. 4 quả tụ xuất âm đây. 4 tụ xuất âm cho 4 loa. Rất là tiện để cho các bác chơi nhé. Toàn bộ là đẹp mỹ mãn rồi. Con này thì em nghĩ là không cần phải quảng cáo, bởi vì nó quá mới, quá đẹp luôn. Các bác kiếm một chỗ han nó cũng đã là khó rồi. Đấy. Rất là đẹp luôn. Và em Tuyến cũng báo giá luôn với con âm ni QA80 đánh 8 sò Toshiba chữ đỏ. Đấy, 8 con sò Toshiba chữ đỏ. Em Tuyến để cho các bác với mức giá là 5 triệu đồng nhá. Chỉ có 5 triệu đồng các bác sở hữu một con âm ni đánh 8 sò. Dòng xuất âm tụ các bác đánh những loa cổ chấm hết luôn, kể cả AR. Đấy. Đánh những con này thì nó là chấm hết luôn, chỉnh bát check riêng biệt. Đấy, chỉnh bát check riêng biệt cho 4 loa. Đấy. Rất là tiện. Tình trạng là đẹp xuất sắc rồi, nguyên sách vở. Với mức giá chỉ có 5 triệu đồng. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con rề kim giải mã siêu cao cấp của Yamaha. Con này một con rề mà nó nặng đến gần 20 cân thì bác đủ hiểu nó khủng đến cấp độ nào. Đây, các bác nhìn nhé. Chỉnh bát này, check này, phân loa này. Đấy. Đó, xúc có cả cổng super bass nhé. Có cả cổng super bass luôn.
rất là đẹp luôn, một con rề đầy đủ các chức năng này, quá gấu luôn. Các bác nhìn hai biến áp, con này thì nó chạy ba biến áp, một biến áp cấp trước và hai biến áp riêng biệt cho phần audio và phần giải mã riêng nhá. Một con rề kiêm giải mã. Đấy, dòng Yamaha dòng 3000. Con này rề mà công suất là 50W các bác nhá, mà các bác nhìn cái dây nguồn của nó này to khủng khiếp như ngón tay luôn. Một cái dây nguồn của nó nhìn đã đủ thế đấy, khủng khiếp rồi. Các bác nhìn cái dây nguồn nhá, quá đã luôn, nhìn dã man luôn. Các ngõ tín hiệu vào đây rất là nhiều cổng giải mã các bác nhé, con này rất là nhiều cổng giải mã đấy, và ngõ tín hiệu ra đây đấy, ngõ tín hiệu ra đây các bác nhé đấy, có cả cổng súp ra. Với tình trạng là đẹp mỹ mãn luôn, không một tì vết nào luôn, hai hồi gỗ bóng cực kỳ đẹp luôn, mà con này nó to dã man luôn đấy. Các bác nhìn hai hồi gỗ bóng rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, con này thì về vận chuyển thì nó chỉ chảy nhẹ xuống một tí dưới này, mỗi tí bên dưới này thôi, chứ còn toàn bộ là đẹp mỹ mãn luôn, không một tì vết nào luôn. Đấy, đây các bác nhìn nhá, bóng gỗ bóng của nó, gỗ thịt bóng của nó đẹp mỹ mãn luôn như này. Đấy, các bác nhìn nhìn đã đủ đã mắt rồi, trước sau này đẹp miên man luôn, không một tì vết nào, mà nó làm máy gấu khủng khiếp luôn. Nó ba tầng vỉ như này các bác nhé, nó ba tầng vỉ như này, đây nằm tầng trên cùng và ở dưới còn hai tầng nữa. Đấy, một con rề mà nó gấu khủng khiếp luôn này. Và bình thường con này thì em đang bán là giá trên 7 triệu. Đấy, đây nó bị xước mỗi cái tí vỏ gỗ ở đây, không ảnh hưởng gì một tí đây, thì em nay em tiến xả giá để cho các bác với mức giá là chỉ có 6 triệu đồng cho một con rề Yamaha siêu cao cấp luôn. Con này gọi là con siêu cao cấp, mà con này cực kỳ hiếm có tại thị trường Việt Nam, mà nó nặng gần 20 cân thì các bác đủ hiểu nó như nào đấy. Với mức giá hôm nay em tiến để cho các bác chỉ có 6 triệu đồng nhé. Đó, một con rề cao cấp. Con này thì các bác chơi âm thanh thì nó là chấm hết luôn. Đó. Và tiếp đến em tiến giới thiệu cho các bác đến một con Pau quả Pioneer dòng M05 các bác nhé. Đấy, một con Pau Pioneer, con này thì ưu điểm là liền một lúc các bác đánh cho em là 4 loa, hoặc là các bác đánh cho em mua 2 loa riêng và các bác đánh súp cho em. Đấy, nó có cổng súp riêng. Và nó con này nó có cộng hưởng cả chế độ đánh 2 kênh. Đấy, chế độ đánh 2 kênh để tăng công suất. Con này phải nói là cực kỳ khỏe luôn, dòng M05. Đấy, công suất là 320W, nhưng mà các bác hộp vào là công suất ra loa nó 250W một kênh. Thoải mái cho các bác đánh mọi dòng loa luôn các bác nhé. Bởi vì con này nó là siêu cao cấp của Pioneer rồi. Đấy, nó sở hữu cho mình là một mặt vàng gold rất là đẹp luôn. Đấy, mỗi một volume này là điều chỉnh cho 2 loa các bác nhé, mỗi một volume là điều chỉnh cho 2 loa. Đấy, hoặc là các bác có thể chơi súp và chơi một đôi loa và chơi súp. Đấy, rất là tiện. Thì trở kháng con này thì nó đánh từ 4 ohm trở lên. Đấy, từ 4 ohm trở lên. Nếu mà các bác đánh loa 4 thì các bác có thể đánh được 4 đôi loa luôn. Con này sở hữu cho mình là 8 sò đại nhé, 8 sò đại. Đấy, 8 con sò to vật vã luôn này các bác nhìn nhé. Đấy, so đại này. Và hai tụ lọc nguồn như hai non bia, và nó sử dụng đến hai biến áp riêng biệt này. Đồ cao cấp của Pioneer nó làm chấp hết luôn. Con này thì các bác chơi hay bày đẹp. Đấy, mặt vàng gold, một model cao cấp nhé, dòng cao cấp của Pioneer, nó làm mặt vàng gold đẹp chấp hết luôn. Đấy, toàn bộ là đẹp xuất sắc, không một tí vết nào. Công suất là 320W. Và với một con Pau cao cấp của Pioneer M05, hôm nay em tiến để cho các bác với mức giá là chỉ có 7 triệu đồng. Đấy, em tiến để cho các bác với mức giá là 7 triệu đồng các bác nhé. Đấy, 7 triệu đồng cho một con Pau Pioneer cực kỳ cao cấp. Và tiếp theo em tiến giới thiệu cho các bác đến một con âm ni dòng xuất âm tụ của Sansui. Con này có model là SAX2000. Đấy, dòng X2000 đây. Với thiết kế là mặt trước là vừa phần đen và phần trắng, phần đen này thì khi các bác bật điện lên thì nó sẽ nổi lên như thế này, mà để cho nó độ đẹp, cho nó nhìn cho nó sáng đẹp các bác nhé. Đấy, dòng AX2000. Đấy, dòng Sansui, một dòng receiver rất là chất lượng luôn, đẹp mỹ mãn, đánh hai cầu loa A và B. Đấy, và A cộng B. Đó, con này đẹp mỹ mãn luôn. Đây, hai cầu loa A và B này. Đấy,
A thì các bác đây với một loa và đây một loa các bác nhé. Đây cầu A và B, cầu B đây một loa và đây một loa. Đấy là đặc trưng là quả trứng ròng cổ. Con này sở hữu cho mình là bốn sò quả bốn sò. Con này là sở hữu cho mình là bốn dòng sò 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 cổ nhé, sò cổ đơn sang sò sò Mỹ cổ đấy các bác nhé. Đấy. Nên là chất âm nó rất là hay, nên là dòng sò Mỹ cổ này. Đấy, sò này sò zin theo máy luôn các bác nhé. Nên là con này nếu mà em tiến ra khẳng định là nếu mà các bác chơi so với lại 1.000 x, con này còn hay hơn rất là nhiều luôn. Đấy. Đây là phân hoa, đây là volume AX 2000 và AX 2000 các bác nhé. Đấy, một model dòng suất âm tụ đây các bác nhìn nhé. Ở đây là tụ nòng nguồn và đây là hai tụ suất âm. Đấy, đặc trưng là những dòng suất âm tụ thì nó là một tụ nòng nguồn và đây là tụ suất âm riêng. Đó, con này với tình trạng là đẹp như mới tinh rồi các bác nhìn nhé. Đẹp miên man luôn, đẹp như mới tinh luôn, từ sassy này. Nó đẹp quá mới luôn. Không một tí vết nào luôn, từ mặt mũi này, cực kỳ là đẹp luôn, đúng điếc này. Các bác nhìn nhé. Đấy. Rất là đẹp, một con âm đi đài dòng suất âm tụ cho chất âm rất là hay và rất là mượt luôn. Đó. Công suất tiêu thụ là 180W các bác nhé. Công suất ra loa là gần 80W một cây. Đấy. Rất là khỏe luôn, con này đánh thì bất chấp mọi dòng loa. Đặc biệt các bác đánh những dòng loa Pioneer, Onkyo, Diatone đều hay các bác nhé. Những dòng này đánh cho chất âm nữa là tuyệt vời rồi. Đó, với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Cực kỳ đẹp. Và nguyên bản con này thì nó chỉ là nắp bằng sắt. Đấy, nắp của nó là nắp bằng sắt, có nắp sắt chứ nó không có vỏ gỗ. Nếu mà các bác thích có vỏ gỗ thì các bác thêm cho em 700 nghìn các bác nhé. Đấy. Và em Tuyến cũng báo giá luôn với con âm đi SAX. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là 7 triệu 800 nghìn đồng nhé. 7 triệu 800 nghìn đồng. Đấy, các bác nào thêm vỏ gỗ là thêm cho em 700 nghìn nữa để em đặt vỏ gỗ. Còn các bác không cần vỏ gỗ thôi. Đấy, một con dòng suất âm tụ mà em để cho các bác với mức giá còn rẻ hơn mua con 1.000x, nhưng mà em Tuyến dám khẳng định con này còn hay hơn con 1.000x rất là nhiều luôn, khỏe hơn, hay hơn. Đấy, bởi vì model của nó cao cấp hơn. Đó, với mức giá là chỉ có 7 triệu 800 nghìn đồng cho một con mi đẹp mít mát không một tí vết nào luôn. Đấy, các bác nhìn sassy này. Nó đẹp chấm hết luôn, không một tí vết nào, bao zin bao hoạt động hoàn hảo luôn. Và tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con bao dòng Yamaha, một con pau nổi tiếng của Yamaha dòng PD 2500 các bác nhé. Con này có hai volume đánh trực tiếp hai kênh và ưu điểm của con này nó sử dụng cho mình đến 28 con sò nhé. Đấy, 28 con sò, 1 2 3 4 5 6 7, đấy 14, mỗi một kênh là 14 con sò xanh đen. Đấy các bác nhìn nhé, đấy mỗi một kênh là 14 con sò xanh đen và nó sở hữu cho mình là 10 tụ nọc nguồn. 10 tụ nòng nguồn, dòng này gọi là nguồn sung các bác nhé, nên là nó đánh rất là ổn định, chơi rất là hay. Đấy, mà nó lại ổn định. Nguồn sung thì nó bù áp tốt hơn là nguồn biến áp, nên là nó con này nó bù áp tốt hơn. Nên là nó đánh rất là hay. Đây, dòng này là các bác chơi cầu loa đây của nó đây. Đấy. Loa của nó là trở kháng đánh từ 2 ohm trở lên các bác nhé. Đây, từ 2 cho đến 16 ohm đây. Đấy, 2 đến 16 ohm. Và công suất con này ra loa là 1.000W cho hai kênh. Đấy, tức là mỗi một kênh là 500W một kênh. Đó, con này phải nói là khỏe dã man luôn. Đấy. Công suất tiêu thụ thì là 680W nhưng mà công suất ra loa là 500W một kênh các bác nhé. Đấy, con này là công suất là 500W một kênh, 1.000W cho 4 ohm. Còn nếu mà các bác đánh 2 ohm nó lên 1.200W các bác nhé. Đấy các bác nhìn rõ nhé, 1.000W là 4 ohm và bác đánh 2 ohm nữa nên 1.200W chứ không phải là 1.000W. Đấy, nếu mà các bác đánh 2 ohm thoải mái, riêng con này nó giá bất kể loại loa nào. Đấy, loa nào nó cũng tận được và nó đánh được rất là nhiều dòng loa. Nếu mà loa bốt thì các bác chơi cho em 3 đôi liền. Mà những dòng Yamaha thì nổi danh về âm thanh hội trường sân khấu và karaoke gia đình thì nó là mỹ mãn đỉnh cao rồi. Đấy, dòng PD 2500, con này với tình trạng là đẹp xuất sắc, không một tỷ vết nào luôn này các bác nhìn nhé, đẹp keng luôn như mới luôn, bao zin không có một mối chấm hàn nào. Đấy, em Tuyến bao zin bao hoạt động hoàn hảo, không một mối chấm hàn nào luôn cho các bác nhé.
từ đít đáy này, mặt mũi này, cạnh này, không có một tí vết nào luôn. Đó, rất là đẹp và rất là chất lượng luôn, đẹp xuất sắc luôn. Cực kỳ là đẹp nhé các bác nhé, đẹp mỹ mãn luôn. Đấy. Và em Thuyên cũng báo giá luôn với con âm đi, con Pau của Yamaha dòng PD 2500. Hôm nay em Tuyến bình thường em đang bán giá hơn 8 triệu thì hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là 7 triệu 500 nghìn đồng nhé. Chỉ có 7 triệu 500 nghìn đồng hôm nay em xả giá để cho các bác với một con Pau siêu khủng. Công suất đánh 2 ohm là 1200W, 4 ohm là 1000W. Đấy, mà em Tuyến để cho các bác với mức giá là chỉ có 7 triệu 500 nghìn đồng. Cho một con Pau Yamaha siêu đỉnh, siêu gấu luôn. Đó. Và tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con rề cao cấp đến từ thương hiệu của Mazang. Con này phải nói là vừa cao to đẹp trai. Đấy, màn thiết kế cực kỳ là đẹp luôn. Đây các bác nhìn nhé, thiết kế cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn nhé, một cái mặt đồng hồ hiện số ở giữa, không khác gì về những con xe hơi cao cấp mà nó có một thiết kế luôn, thiết kế có một cái đồng hồ ở giữa đặc trưng của Mazang. Đấy, con này thì nó là một model cao cấp siêu đỉnh, mà con rề này thì nói là siêu đỉnh luôn. Đấy, các chức năng đây, con này nó hội tụ đầy đủ các chức năng các bác nhé. Đấy, hội tụ đầy đủ các chức năng luôn. Đó, có cả cổng HDMI. Các bác chơi TV thì các bác cắm cổng HDMI vào cho em. Có cả USB để cho các bác chơi nhạc. Và nó giải mã chuẩn là 32 bit các bác nhé. Riêng những dòng này là bộ giải mã sở hữu cho mình, bộ giải mã chuẩn 32 bit. Đấy, bởi vì nó là một model cao cấp, giải mã quang ở đằng trước cũng có. Đó, con này thì nó là hàng siêu đỉnh rồi. Đây các bác nhìn nhé, từ chip IC giải mã này, nó làm chấp hết luôn. Đấy, ở đây thì nó sở hữu dắt ra thì dắt hoa sen hoặc là dắt ba lăng. Đấy, dắt ba lăng. Đó, để cho các bác chơi. Và dòng này thì nó là siêu đỉnh. Và cái ưu điểm nữa, nếu mà các bác cắm mạng LAN vào đây, cắm mạng wifi vào đây thì các bác có thể điều khiển nó trực tiếp bằng điện thoại luôn các bác nhé. Đấy, ở đây thì đây em mở luôn cái app để cho các bác có thể sử dụng tay khiển luôn trên điện thoại luôn. Đấy, con này thì các cổng HDMI này, giải mã này, chuẩn 32 bit này. Riêng con này thì nó là siêu đỉnh rồi. Ở đây này, các bác vào trang app vào đây, các bác tải cho em chữ, các bác chỉ đánh chữ Mazang. Đấy, ở đây là chữ Mazang. Đấy, thì các bác ở đây là các bác tải cái app này về cho em nhé. Đấy, các bác cái tải này, cái app này, nó có biểu tượng cái chữ Play này, app Mazang Remote này. Đấy, thì các bác tải cái app này về cho em. Đấy, các bác tải cái app này đây, thì tải cái app của nó đây. Đấy, các bác nhìn nhé. Các bác nào mua thì em sẽ hướng dẫn để cho các bác tải cái app này vào. Các bác cắm mạng LAN vào đây là các bác điều khiển trực tiếp bằng điện thoại, bằng trên app này, điều khiển bằng điện thoại các chức năng của nó luôn được, cũng rất là tiện nhé. Đấy, con này nó này nói là siêu hiện đại luôn. Một con rề Mazang siêu hiện đại luôn. Đấy. Con này điện 100V, hàng đấu mạng về các bác nhá, hàng nội địa Nhật. Đẹp keng như mới luôn. Mà chơi con này phải nói cực kỳ đã luôn. Em Tuyến ra khẳng định các bác chơi con rề này nó chấm hết luôn, và nó sở hữu một bộ giải mã 32 bit. Và con này nếu mà tại thị trường bây giờ là trên eBay bây giờ nó đang đấu giá với mức giá là tầm khoảng độ 50 triệu các bác nhé. 50 triệu cho một con rề Mazang như này. Đấy, nó thiết kế cực kỳ là đẹp, đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, từ biên áp của nó này, đồ cao cấp này, nó làm chấp hết luôn. Đó. Đấy, siêu đỉnh, siêu đẹp luôn. Con này phải nói là các bác chơi, các bác siêu tầm mà chơi những con này thì nó là quá đỉnh rồi. Và em Tuyến hôm nay bán cho các bác với mức giá chỉ chưa bằng một con giải mã thông thường các bác nhé. Em Tuyến để cho các bác với một bằng một con giải mã thông thường. Bây giờ một bộ giải mã, bây giờ nếu mà các bác mua một bộ giải mã bây giờ là 32 bit như con này, bây giờ nó cũng rơi vào 10 mấy triệu. Đấy, mà hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là chỉ có 9 triệu 500 nghìn đồng cho một con rề Mazang cao cấp như này. Đấy, sở hữu giải mã chuẩn 32 bit. Các bác điều khiển ở trên tay khiển. Đấy, rất là ok luôn. Hoặc là các bác điều khiển, đấy là các bác muốn điều khiển, còn không các chức năng các bác điều khiển ở đây luôn nhé các bác nhé. Đấy, rất là tiện. Ở đây thì nó rất là nhiều ngõ.
Đấy, quá nhiều ngõ để cho các bác chơi cổng HDMI, chơi các loại ngõ, rất là nhiều ngõ để cho các bác chơi, với mức giá là chỉ có hơn 9 triệu cho một con rề cao cấp mà các bác chơi. Bộ giải mã của nó là thuộc top đỉnh cao, các bác nghe nhạc vàng đến những con này thì nó là tuyệt vời rồi đó. Và tiếp theo em Tiến giới thiệu cho các bác đến một model cũng gần hết số quả Onkyo các bác nhé. Dòng này dòng 722/160. Đấy, con này thì nó chỉ thua mỗi con 711/150, chứ còn nó chẳng thua bất kể một con nào của Onkyo, bởi vì dòng này nó là một model đời chữ ký các bác nhé. Đời này gọi là đời chữ ký. Con này sở hữu cho mình 3 cầu loa và công suất là 200W các bác nhé, công suất 200W. Con này nó là một trong những đối tác mà chuyên đánh trị những dòng là khó tính, ví dụ như Onkyo Diatone, mà đặc biệt là con này nó đánh loa Anh thì nó là số 1 rồi. Đấy, các bác chơi loa Anh thì nó là số 1 rồi. Đấy. Con này nó rất nhiều các chức năng, nâu nớt đầy đủ các bác nhé, nâu nớt đầy đủ. Đấy, con này với tình trạng là đẹp miên man luôn, hai hồi gỗ này. Đấy, hai hồi gỗ hai bên. Rất là đẹp luôn. Từ đít đáy không có rung rỉ bất kể một chỗ nào, con này không khác gì vừa khui thùng xốp này. Đẹp mỹ mãn luôn. Đây em sẽ mở vỏ ra để cho các bác xem nhé. Đấy. Đây, đời này là đời chữ ký đây. Nguyên bản là có cả kỹ sư người ta làm, người ta đã viết rõ luôn ở trên đây luôn. Đấy là gọi là đời chữ ký các bác nhé. Toàn mên mạch này. Nó là một model cao cấp. Đây em sẽ mở luôn để cho các bác xem sò. Các bác nhìn quả tụ này, nó là tụ như một cái ống mơ. Tụ kép nhé. Tụ kép này là tụ kép 18.000 mi nhé, cộng 18.000 mi. Nó làm như một cái ống mơ này. Các bác nhìn cái biến áp to vật vã vậy mà nó này to ngang ngửa một cái biến áp thì các bác đủ hiểu. Và con này nó được đánh 8 sò Toshiba chữ đỏ luôn các bác nhé. Đây em mở ra cho các bác xem luôn. Riêng con này nếu mà độ mới thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, em tiến ra khẳng định độ mới thì khỏi phải bàn đây. Nó sử dụng cho mình là 8 sò Toshiba chữ đỏ đây. Rất là khỏe mà rất là hay. Con này đánh thì rất là tuyệt vời luôn các bác nhé. Mên máy đẹp mỹ mãn không một tí vết nào luôn. Đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, đây là dòng đời chữ ký. Đấy, Onkyo. Đẹp không một tí vết nào luôn. Cực kỳ chất lượng luôn. Và em Tuyến cũng báo giá luôn. Với con âm đi Onkyo dòng 722N bắc đôi trên 160. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là chỉ có 7.800.000 đồng nha. Một con âm đi cao cấp nha. Với mức giá là chỉ có già nửa con 7.800 bắc đôi. Mà các bác chơi những con này thì nó gọi là tuyệt đỉnh rồi. Bởi vì nó là một model cao cấp của Onkyo. Đấy, nó chỉ thua con 711/150. Đấy, 711/150 thì nó sở hữu cho mình 12 sò. Con này thì nó sở hữu cho mình là 8 sò. Đấy. Nên là con này thì các bác chơi thì nó rất là tuyệt vời luôn. Đánh những dòng loa khó tính, chuyên trị những dòng loa khó tính các bác nhé. Đó. Và mọi chi tiết mua hàng thì các bác có thể liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969. Địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Và toàn bộ các bác có nhu cầu mua các sản phẩm nào bên em, tất cả đối với những 8 sản phẩm em vừa giới thiệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em là 500.000 trên đồng một sản phẩm. Và các bác nào chuyển khoản đủ thì em Tuyến bao ship cho các bác, để cho các bác đỡ phải mất tiền ship. Đấy là các bác nào chuyển khoản đủ, còn các bác nào cọc thì các bác vui lòng cọc trước cho em là 500.000 đồng. Mà giá cọc là em không bao ship. Em Tuyến cũng nói rõ luôn là toàn bộ giá mà các bác chốt cọc này em không bao ship. Các bác chuyển khoản đủ em khuyến mại tiền ship cho các bác. Đó. Và em Tuyến cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã luôn quan tâm ủng hộ em Tuyến. Em Tuyến xin kính chào các bác.